Một con bò mộng nặng tới 800 kg có tên là Bolero mới đây đã được các lực lượng ứng phó khẩn cấp ở Gozon, Tây Ban Nha giải cứu sau khi trượt chân rơi từ một vách đá xuống bãi biển. Rơi từ độ cao 100m nhưng con bò may mắn chỉ bị thương nhẹ. Trước khi giải cứu bằng trực thăng, con bò đã được tìm cách cứu nhiều lần nhưng không thành do nó quá nặng. Cuối cùng, lực lượng cứu hỏa phải gọi trực thăng đến cầu con bò bằng đường hàng không. Sau cuộc giải cứu, Bolero đã được trả về với chủ nhân là một nông dân địa phương, tiếp tục được chăn thả trên đồng cỏ. Tài khoản Twitter của lực lượng cứu hỏa cho thấy con bò mộng vạm vỡ nằm yên bình trên đồng cỏ xanh. Hy vọng nó sẽ nhớ cuộc giải cứu đầy khó khăn này và sẽ không trượt chân thêm lần nào nữa.